Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bây giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu chúng ta so sánh số tiền tên đầy tớ của vua nợ vua với số tiền của người đồng bạn nợ y, thì chúng ta sẽ thấy có một sự chênh lệch vô cùng to lớn. 10.000 yến vàng y nợ vua tương đương với 60 triệu quan tiền, trong khi đó người bạn chỉ nợ y vỏn vẹn có 100 quan mà thôi. Làm phép chia đơn giản thì chúng ta có ngay tỷ lệ 1/600.000. 1 mà so với 600.000 thì đáng là bao. Vậy mà y không những đòi nợ mà còn bóp cổ và tống người bạn của mình vào trong ngục cho tới khi trả hết nợ cho y. Kính thưa cộng đoàn, khi đọc bài tin mừng ngày hôm nay, hầu hết chúng ta đều ít nhiều chê trách thái độ của tên đầy tớ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế cuộc sống thì lắm khi chúng ta cũng rơi vào vết xe đổ như thế. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta biết bao lỗi lầm, ấy vậy mà lắm khi chúng ta lại nhỏ nhen, lại hẹp hòi với chính anh chị em của mình. Chúng ta chấp nhất nhau, chúng ta oán hờn nhau, chúng ta không chịu tha thứ cho nhau. Thậm chí có khi người ta đã hết lời xin lỗi và hết lòng xin tha, nhưng chúng ta vẫn không chịu bỏ qua, không chịu tha thứ. Đã vậy, có người còn nói: sống để bụng, chết mang theo. Nhưng thử hỏi, mang đi đâu? Chẳng ai trong chúng ta
có thể trả lời, và cũng chẳng ai trong chúng ta dám trả lời câu hỏi ấy một cách rõ ràng và dứt khoát. Kính thưa cộng đoàn, tính cách tha thứ của Kitô giáo là tha thứ như chính mình đã được Thiên Chúa tha thứ. Như vậy, sự tha thứ không những là một nhiệm vụ luân lý, nhưng còn là một đòi hỏi của lương tâm, là trải rộng đến tha nhân ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng có nhiều sai lỗi, nhiều tật xấu, chúng ta cần được tha thứ. Vì vậy, chúng ta cần khiêm tốn xin lỗi Chúa, xin lỗi nhau và tha thứ cho nhau. Có như vậy thì lời kinh lạy cha mà chúng ta vẫn thưa lên mỗi ngày, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, mới thực sự trở thành lời kinh quý giá, sống động và cụ thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy tha thứ và hãy tha thứ không ngừng, hãy tha thứ luôn luôn, chứ không phải chỉ là quá tam ba mận như người Việt Nam chúng ta thường nói, cũng không phải chỉ là quá lắm bốn lần như các rabbi Do Thái thường dạy, và cũng không phải chỉ là tha đến bảy lần như Phêrô đã đề nghị, nhưng là tha đến 70 lần 7 như chính Đức Giêsu đã khẳng định trong bài tin mừng hôm nay. Nghĩa là việc tha thứ cần phải vượt lên trên mọi tính toán, mọi mức độ và mọi sự hoàn hảo của con người. Bởi theo Đức Giêsu, lý do để tha thứ không hề tại ở việc người có lỗi biết ăn năn, cũng không hề tài ở việc chúng ta cao thượng hay nhân đức, nhưng hề tài ở tình yêu thương vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho tất cả chúng ta. Vì thế, thưa cộng đoàn, khi truyền cho chúng ta phải tha đến 70 lần 7, Đức Giêsu không nhắm đến một phép tính số học, nghĩa là 70 nhân với 7 bằng 490 lần. Nhưng trái lại, người muốn lưu ý chúng ta rằng việc tha thứ cần trỗi vượt và muôn phần trỗi vượt hơn sự hoàn hảo của con người chúng ta. Điều này đòi buộc con người chúng ta phải vươn tới chính Thiên Chúa và tình yêu của người để học cho biết tha thứ thật lòng, tha thứ tất cả, tha thứ luôn luôn, và tha thứ vô điều kiện như chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, lời mời gọi tha thứ của Đức Giêsu năm xưa vẫn đang là lời mời gọi khẩn thiết đối với tất cả chúng ta hôm nay. Vậy chúng ta hãy mở lòng mình ra để tha thứ cho nhau như chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta được nên như những cánh tay nối dài, truyền trao tình yêu và sự tha thứ của Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay. Xin cho tất cả chúng ta luôn là biểu tượng của tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa đối với tất cả những ai chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.